với lại bệnh. Em quay giùm anh. Để anh update cái nha. Em là cá nhân hả? Anh live stream cho mọi người, cái người ta tăng, người ta kêu quá. Anh nhìn sót chịu không nổi em à. Không. Thôi cho nó. Nghe thấy nó dữ lắm. Đây đây cho anh. Dạ. Đây đây. À, chào mọi người à, chúng tới đây à, cứu à, cái mẹ con à, đi đồng hổ thì của bạn này tới, bạn này trụ. Em đem cho em luôn hả? Không mang đi. Ờ. Tại vì nghe em đứng đây mà mình nhà ra. Đây hả? Ờ, anh vô chạm hả? À, dạ. Con. À, ok, ok gì bạn này tới thì chung cũng tới hỗ trợ bạn. Bây giờ chắc là sẽ chở bạn đang đem ra. À, tới à, tại sáng giờ mới đăng tin lên thì các bạn kêu nhiều quá thì nha, tôi còn đây là con em bé. Giờ chúng đã đem mấy con chó vô ở trong rồi, bây giờ chuẩn bị đem ra. À, mọi người an tâm với mọi người, à, cập nhật cho mọi người an tâm nha. Đây đây em, mà sao em ôm đây? Coi vậy kết thúc lại chưa?
Rồi bây giờ kết thúc nha mọi người ơi. Còn ra quay lên con chó mẹ này mọi người thấy không? Nuôi mà không có cho ăn. Nó không thịt là mai rồi, trong quán chạy tơ mà nó nuôi thì nó không thịt là mai rồi. Chồng là chín đứa con, theo như là quán chủ chạy tơ nói là chín đứa con đẻ chín đứa nhưng mà chết hết một đứa tại vì vú của mẹ nó chỉ có 8 cái vú thôi. Đó, bây giờ đang cho nó ăn bánh cộng xương nha. Ăn thấy thương luôn kìa, mẹ cho nó ăn kìa. Rồi cập nhật cho mọi người yên tâm ha. Rồi mọi người muốn cập nhật thông tin gì qua bên Mimi Trần nha. Rồi hỗ trợ chở bé về tại bạn đi có một mình á. Em lấy xe đi qua đây ha, anh gọi đây không sao hết. Rồi